Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta lại quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 5 ôn thi vào lớp 6 nhé. Cùng nhau giải những cái đề để ôn thi vào lớp 6 thí điểm. Đề số 8, chọn từ khác loại trong mỗi nhóm từ sau. Chúng ta có câu số 1 này, architect là họa sĩ, engineer là kỹ sư, worker là công nhân, factory là nhà máy. Vậy chúng ta khoan bằng nhà máy. Câu số 2, drive là động từ đạp xe, cưỡi ngựa. Play là động từ chơi, bài là xe đạp, sing là động từ hát. Vậy rõ ràng khoan là câu C, bởi vì câu C là động từ và câu kia là động từ nhé. Câu số 3, banana là quả chuối, apple là quả táo, fruit là hoa quả nói chung, orange quả cam. Vậy khoan là fruit. English là môn tiếng Anh, Vietnamese là môn tiếng Việt, Japanese hoặc là chúng ta nói English là người Anh, Vietnamese là người Việt, Japanese là người Nhật Bản, Chai là người nước Trung Quốc. Restaurant là nhà hàng này, nhà hàng. Postman là người đưa thư, người đưa thư. A nurse, y tá. Chef là đầu bếp. Chúng ta khoan vào nhà hàng nhé. Rồi chúng ta xuống bài dưới là bài nối từ với chân. Trời ơi, cái này nhìn không ra. Cô này đang bơi nè. Swimming. Đây là beach, bãi biển. Đây là seafood, hải sản. Hải sản nè. Bên này là cái gì? Lướt sóng là surfing. Lướt sóng, surfing. Tắm nắng là sunbathe. Rồi, chúng ta làm bài 3 La Mã nhé. Mỗi câu có một lỗi sai. Hãy đặt chân và sửa lại cho đúng. What is the day today? Chứ không phải là when is the day today. Bạn đã làm đúng này. Sửa lại câu này. When are you born là sai. Đây là quá khứ. Quá khứ các bạn không xài A được, các bạn phải chuyển thành was hoặc là were. Mà chủ ngữ này là số nhiều, chúng ta xài were nhé. When were you born đó. Rồi, anh ta đến từ London, anh ta là nước Anh là sai. Chúng ta phải chuyển thành English nhé. Henry được sinh ra ở nước này nè. Ở đây không thể xài on được, chúng ta phải xài chuyển thành in. Chúng ta xuống bài 4, đọc đoạn văn và trả lời, cho chọn câu trả lời đúng này. Rồi, ok. Tên tôi là Hoa, tôi 10 tuổi. Tôi học lớp 5B ở trường Nguyễn Huệ Primary School này, trường tiểu học Nguyễn Huệ. Tôi thường đi học vào buổi sáng, tôi có tiết học 5 ngày một tuần. Tôi thường đi bộ tới trường bởi vì nhà của tôi thì gần trường. Lớp học tôi bắt đầu lúc 6 giờ 45 phút và hoàn thành lúc 11 giờ 15 phút. Tôi thường làm bài tập về nhà vào buổi chiều. Và trong thời gian rảnh thì tôi luôn luôn chơi nhảy dây, đọc sách, đi bơi. Tôi thích nhảy dây nhiều nhất. Rồi, Hoa bao nhiêu tuổi? Hoa bao nhiêu tuổi? Hoa 10 tuổi, khoan vào đây. Cô ấy đi đến trường bằng gì? Cô này, cô ấy đi bộ, walk là đi bộ. Ở đây sẽ là on foot, đi bộ. Ha. Rồi, câu tiếp theo. Cô ấy đi học mấy ngày một tuần, 5 ngày một tuần nha. Lớp học bắt kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút, khoan vào đây nha.